Sau lưng tôi đây là khu phố là nơi mà bệnh nhân bị nhiễm Covid đầu tiên của Hà Nội đang cư trú tại đây. Hiện tại thì toàn bộ khu vực này đã được phong tỏa và cách ly. Ngoài ra thì toàn bộ nơi đây cũng đã được khử trùng toàn bộ. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và cơ quan chức năng sẽ sớm có danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân và sẽ sớm sẽ có biện pháp để xử lý.